Các cô chú anh chị, các bạn nào mình đang bị cái tình trạng đau nhức dạ dày, trào ngược dạ dày, ở chua, ở hơi, viêm loét dạ dày, tá tràng, thì mình sẽ nghe em chia sẻ cái bài thuốc dân gian này ha. Đó là mình dùng nghệ tươi và dừa tươi. Nghệ tươi thì mình sẽ rửa sạch và mình cắt lát ra, lưu ý là mình để vỏ ha. Còn dừa tươi thì mình sẽ bào cái vỏ ngoài và gọt cái lớp ở trên miệng. Sau đó thì mình sẽ bỏ hết cái nghệ tươi vào trong trái dừa và mình đun lên. Sau khi mình đun sôi thì cả nhà sẽ được một cái hỗn hợp như thế này. Mình sẽ dùng 2 lần sáng tối để cải thiện cái tình trạng đau dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày. Còn cả nhà cô mình chú nếu ai mình không có thời gian thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm đang cầm trên tay, đó là đặc trị dạ dày Trần Kim Huyền. Mình sử dụng 2 lần sáng tối, mỗi lần là 2 thìa cà phê và mình uống trước khi ăn 20 phút. Cái tình trạng là viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày thì nó sẽ giảm đáng kể.